Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Reuters dẫn nguồn tin an ninh từ Liban cho biết, cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban đã khiến một chỉ huy cấp cao, lãnh đạo sư đoàn tên lửa của phong trào Hezbollah thiệt mạng. Các nguồn tin cho biết, vị chỉ huy thiệt mạng trong vụ tấn công là Ibrahim Kibaisi, cùng với 5 người khác. Thiệt hại này giáng thêm một đòn nữa vào phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn sau hàng loạt thiệt hại dồn dập trong tuần qua. Truyền thông địa phương đưa tin, thời điểm xảy ra vụ việc, Israel đã không kích vào một tòa nhà 5 tầng phía nam thủ đô Beirut của Liban. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông Liban cho thấy vụ tập kích đã phá hủy tầng 4 và tầng 5 của tòa nhà. Vụ tấn công khiến ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có ông Ibrahim Qubaisi, chỉ huy hàng đầu phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Israel chưa bình luận về thông tin này. Song trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận thực hiện một cuộc không kích có chủ đích vào phía Nam Beirut. Israel bắt đầu chiến dịch tấn công diện rộng vào mục tiêu Hezbollah ở Liban từ đầu tuần này. Quân đội Israel tuyên bố sẽ đẩy nhanh các hoạt động tấn công sau khi tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Hezbollah ở Liban. Áp lực đang đè nặng lên Hezbollah, làm gia tăng lo ngại cuộc xung đột dai dẳng suốt một năm qua ở Trung Đông, tập trung ở giải Gaza, sẽ bùng lên thành xung đột quy mô lớn và kéo dài. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã tìm cách xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông với tuyên bố xung đột toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Ngay cả khi tình hình căng thẳng gia tăng, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Bình luận về bài phát biểu này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liban Abdallah Bouhabib cho rằng những tuyên bố của ông Biden không mạnh mẽ, không hứa hẹn và rằng Mỹ là quốc gia duy nhất thực sự có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông và giúp chấm dứt giao tranh. Lữ đoàn al Sam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, nói rằng một trong những chỉ huy chiến trường của họ ở Liban đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Thông tin từ lữ đoàn al Qassam cho hay, vị chỉ huy này được xác nhận là Hussein Mahmoud al Nade, còn được biết đến với tên gọi Abu Saleh tại thị trấn Majeon ở miền nam Liban. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới dạng sáng 24 tháng 9 cho thấy, các chiến cơ thuộc biên chế không quân Israel đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban, khiến hàng nghìn người thương vong. Vừa qua, thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận không quân nước này đã mở nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban. Theo đó, ngoài các cuộc không kích vào các tòa nhà và trận địa của Hezbollah ở phía nam Liban, IDF còn đánh phá nhiều kho vũ khí của nhóm vũ trang đối địch ở gần thành phố Cảng, Sidon, Thung lũng BK và khu vực Ban Bích cách xa biên giới Israel khoảng 100 km. Đặc biệt, truyền thông Liban khẳng định không quân Israel đã tấn công làng House Al-Said Ali ở huyện Hemen, Phía bắc Liban, nằm cách biên giới Israel khoảng 140 km. Đây là vị trí nằm sâu nhất trong lãnh thổ Liban bị Israel không kích kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại không quân Israel có thể tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Liban trong những ngày tới để gây áp lực lên Hezbollah, buộc nhóm vũ trang đối địch phải chấm dứt chiến dịch bắn phá vào Israel và thoái lui ra xa khỏi đường biên giới chung Israel Liban. Hồi tháng 8, Hamas thông báo chỉ huy Sameh Anhad thiệt mạng khi Israel không kích tuyến đường phía nam thành phố Sidon, Liban, gần một trong những con đường dẫn đến trại tị nạn lớn nhất nước này là En, -en hinwe Truyền thông đưa tin vụ tập kích bằng máy bay không người lái UAV còn khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Chiếc xe bị nhắm mục tiêu trở thành quả cầu lửa khi chúng đòn, một thi thể được đưa ra khỏi hiện trường vài phút sau đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel Shin Bet thông báo thực hiện vụ tập kích hạ ông al Theo IDF và Shin Bet, ông al chịu trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công và phóng đạn từ Liban vào lãnh thổ Israel, cũng như tuyển dụng và huấn luyện các tay súng. Vừa qua, một vụ đánh bom đã xảy ra tại huyện Swat, Tây Bắc Pakistan, với mục tiêu là đoàn xe chở hơn 10 nhà ngoại giao tới từ các nước theo cảnh sát địa phương, đoàn ngoại giao đang đến thăm khu vực theo lời mời của phòng thương mại địa phương. Đội an ninh dẫn đoàn đã bị trúng bom gài bên lề đường. Ngoài một người thiệt mạng, còn có bốn cảnh sát bị thương. Toàn bộ các nhà ngoại giao đều an toàn và được đưa trở về Islamabad. Trong bối cảnh các nghi vấn liên quan đến sự việc đang hướng về lực lượng Terex e Taliban Pakistan TTP thì vừa qua nhóm này đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ trách nhiệm. TTP nêu rõ trong tuyên bố rằng họ không liên quan gì đến vụ đánh bom đoàn xe ngoại giao vừa qua. Hiện cũng chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng về vụ việc kể trên. TTP, thường gọi là Taliban ở Pakistan, là một tổ chức trung ương của khoảng 40 nhóm chiến binh Hồi giáo vũ trang. Thề trung thành với hệ tư tưởng Taliban, hoạt động dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. Theo trang tin The Eurasian Times chuyên về các vấn đề toàn cầu và quốc phòng, TTP đã hỗ trợ cho Taliban ở Afghanistan, Kể từ năm 2001, trong các hoạt động chống lại lực lượng đồng minh ở Afghanistan. Tuy nhiên, nó chính thức nổi lên vào năm 2007 dưới sự lãnh đạo của Baitullah Mehsud. Một trong các mục tiêu của TTP là sự phản kháng chống lại nhà nước Pakistan. Tình hình còn trở nên phức tạp hơn khi vào năm 2022, quân đội Pakistan đã tổ chức cuộc không kích vào lãnh thổ Afghanistan nơi được cho là có cứ điểm của Taliban. Tuy nhiên, chưa có ghi nhận nào về thương vong của TTP nhưng vụ tấn công đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Đáp lại, phía TTP đã triệu tập các đặc phái viên của nhóm này tại Islamabad ở Kabul và thề sẽ trả đũa. Hồi giữa tháng 7 năm nay, vòng đàm phán của Liên Hợp Quốc về tình hình Afghanistan với lần đầu tiên có sự tham gia của đại diện Taliban đã diễn ra. Tuy nhiên, chưa đạt được bước tiến quan trọng nào do quan điểm khác biệt giữa các bên. Khi Taliban ở Afghanistan lên nắm quyền, chính phủ của họ bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh trong việc điều hành đất nước. Đặc biệt là vấn đề căng thẳng địa chính trị với Pakistan. Điều này cũng gây ra một làn sóng di cư lớn của người Afghanistan nhằm bảo toàn tính mạng trước tình hình xung đột leo thang. Ước tính, hàng trăm nghìn người Afghanistan đã chạy sang Pakistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, trong khi có hàng triệu người khác đã định cư ở đó sau nhiều thập niên xung đột, khiến Pakistan trở thành một trong những nơi có số lượng người nước ngoài tị nạn lớn nhất thế giới. Số liệu thống kê cho thấy, Pakistan tiếp nhận hơn 4 triệu người di cư Afghanistan, trong đó khoảng 1,7 triệu người không có giấy tờ cư trú. Người dân Israel đã tìm đến các hầm trú ẩn tránh không kích và tích trữ thực phẩm vào ngày 22 tháng 9, sau khi rocket của nhóm vũ trang Hezbollah đe dọa các thành phố phía bắc nước này. Như trường hợp ông Ilan Ravo, người về hưu 76 tuổi, đã chui vào một nơi trú ẩn công cộng gần nhà mình ở Haifa thành phố lớn thứ ba của Israel, cách biên giới với Liban khoảng 30 km. Ông thấy nơi trú ẩn hơi bẩn nhưng vẫn chấp nhận được. Theo hãng tin AFP, vào sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, hàng trăm ngàn người ở miền Bắc Israel đã chạy đến các hầm tránh bom địa phương khi Hezbollah phóng một loạt rocket vào Israel, trúng các công trình dân sự. Ông Ravo nói, tôi biết rằng Hezbollah đang tìm cách trả đũa sau những gì chúng tôi đã làm với họ, đặc biệt là với những chiếc máy nhắn tin vào tuần trước. Chính phủ Israel vừa qua đã mở rộng hướng dẫn khẩn cấp sang phía nam nước này, yêu cầu người dân hạn chế các cuộc tụ tập đông người ngoài trời và những nơi công cộng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với nhóm vũ trang Hezbollah. Trước nguy cơ một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông, chính phủ nhiều nước đã bắt đầu sơ tán công dân. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết và đang cập nhật các hướng dẫn phòng thủ của mặt trận trong nước từ khu vực Haifa về phía bắc lên cấp độ 2. Tên lửa và các mối đe dọa khác có thể được phóng về phía lãnh thổ Israel trong tương lai gần. Chúng tôi yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng thủ. Chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh. Vì vậy, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và cảnh giác. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã liên tục xảy ra kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, tuyên bố sát cánh cùng Hamas ở mặt trận Gaza. Hezbollah hy vọng áp lực từ một mặt trận khác, bên rìa biên giới ly Israel, sẽ giúp Hamas có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin càng trở nên ngoài tầm với. Cường độ xung đột giữa Israel và Hezbollah trong những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng khắp khu vực, thậm chí kéo theo Mỹ, đồng minh chính của Israel và Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah vào cuộc.